Ngã ba Vĩnh Hội thì ngay đây ngay đây có cái công viên nhỏ nhỏ, thẳng thẳng cái đường Vĩnh Hội thì ra Hoàng Diệu. Ở đây thì cũng không có cái hàng quán gì. Rồi Bình Khánh là con đường bán ốc, mình để em kiếm thử và hỏi thăm thử một người nào đó ở trong khu này, à, để em hỏi thăm thử ở bên kia coi. Bác ơi, à, bắt đầu cho hỏi thăm, bác biết cái một người này không? Bác ở trong xóm này lâu chưa? Tại có người quen nhờ hỏi thăm giùm người này nhưng mà mất thông tin đó. Vậy cô. Dạ, tên Út. Cô Út. Cũng sau mười mấy năm rồi, hình này chắc hồi mười sau 15 năm rồi. Giờ này cô cũng có khoảng 60 tuổi. À, ở trong đây cô có biết ai có giống cái cô này không? Tại có người thân mất liên lạc cũng 15 năm rồi đó. Cô đeo kiếng nè. Đem lớn không thấy được chứ sao thấy Cô này khoảng được. 60 tuổi à. Tối quá vậy. Hình hồi xưa hình hơi mờ, hơi tối. Tối. À thôi. Tại mất cái địa chỉ luôn. Nên thành À, ra địa chỉ luôn dạ cô đó khoảng 60 tuổi á. Thấy quen cô Út. Cô Út. Thấy quen lắm đó. Cô Út có một người con có người con trai, có người chị nữa. À, lâu quá người thân cũng quên luôn. À, bạn đã hỏi thăm cái cô này đeo mắt kiếng này, à, mà cô Út tên Út, không biết bà có nhớ không? Ở đâu? Trước ở ngay đường Tôn Đản, ngã ba Tôn Đản này nè, nhưng mà bây giờ tại vì người thân của cái cô đó tìm nhưng mà mất liên lạc lâu rồi, bây giờ không nhớ, thấy quen luôn đó con. Hy vọng là cô Út có xem video clip này thì hãy liên hệ với chú Cường thông qua đường link Facebook em có để trong phần mô tả đó, các anh chị có thể liên hệ. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Và ngày hôm nay một buổi trưa đẹp trời, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2020, thì trưa nay em định ở nhà nhưng mà nằm nghĩ lại có rất nhiều comment của cô chú anh chị, nhưng mà chậm trễ quá, thời gian cũng gần gần Tết rồi, chậm trễ quá thì cũng ngại cũng kỳ. Và trưa nay thì bạn đồng nhỏ cũng ngủ trưa rồi nên thành ra em cũng sắp xếp thời gian đi một vòng với cô chú anh chị. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Tôn Thất Thuyết. Ngày xưa ở đây thì là bến đò Long Kiển đó, khu vực quận Tư này. Và ngày hôm nay thể theo cầu của cô chú anh chị, chúng ta sẽ đi đến một con đường mà con đường đó cũng có rất nhiều cô chú anh chị đã xa Sài Gòn và hôm nay muốn nhìn lại, thông qua đó mình cũng tìm về những người xưa, thông qua những cái gợi ý nho nhỏ, hy vọng là chúng ta sẽ tìm được. Với video clip này được thực hiện bởi sự yêu cầu của cô chú anh chị chú Cường, hiện cư ngụ tại Canada, và chú muốn tìm lại người chị đó là chị Út. Hy vọng là cô Út có xem video clip này thì hãy liên hệ với chú Cường thông qua đường link Facebook em có để trong phần mô tả đó, các anh chị có thể liên hệ. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Tôn Thất Thuyết, và thẳng hướng trước mặt đó là cầu Kênh Tẻ, và con đường Tôn Đản nằm ở ngã ba Tôn Thất Thuyết
chúng ta sẽ quẹo trái và thẳng con đường Tôn Đản, mình sẽ đi về đến đường Nguyễn Tất Thành, cũng là đường Trịnh Minh Thế ngày xưa. Ở đây có rất là nhiều nhà kho của ngày xưa nè, nhà kho, nhà xưởng gì đó rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ cũng rất là xưa cổ rồi. Thẳng hướng này mình sẽ đi cuối đường đến cái khu nhà sàn hôm bữa chúng ta có đi vô thử đó, khu đó đi ra bến Vân Đồn luôn đó ha. Và bên cánh phải chúng ta là dòng kênh, dòng kênh Tẻ khuất phía sau cái dãy nhà này, với những cái gợi ý nhỏ nhoi thì hy vọng là chúng ta sẽ gặp may mắn trong cái video clip này để tìm về cô Út. Rồi chúng ta xuất phát nha. Sài Gòn bây giờ là 13:30. Dòng kênh Tẻ nè, bên đây, bên kia là con đường Trần Siêu Soạn thuộc quận 7 đó. Trước mặt chúng ta đó là cây cầu kênh Tẻ nè, bắc qua quận 4, qua quận 7. Hôm nay thì là ngày nghỉ nên thời gian rảnh thì ở nhà chơi với con, rồi dẫn vợ đi ăn sáng, rồi xong việc nhà thì dẫn các anh chị và bạn chúng ta đi về vài địa điểm xưa, rồi nhìn lại vài căn nhà xưa. Mỗi ngày em dành ra khoảng một tiếng để chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Hy vọng đâu đó cũng có chút niềm vui thông qua cái kênh YouTube này. Và chúng ta đến đây là chợ, hình như là chợ 200 ở khu vực chợ chợ tạm ven đường thôi, chứ không biết là phải chợ 200 không. Chợ 200 thì nằm trong chợ xóm, trong đường xóm chiếu đó, có lẽ là chợ bến đò Long Kiển đó, tại vì những ngôi chợ này không có tên, không có biển hiệu đó. Chúng ta sẽ bên tay trái chúng ta có đường Tôn Đản nè. Theo sự gợi ý của chú Cường thì chú nói ngày xưa cô Út ở ngã ba, nhưng mà bây giờ đường xá rất là thay đổi rồi, có rất là nhiều ngã ba. Nhưng mà hy vọng qua clip này chú cũng hình dung được cái ngã ba nào ha, và nếu em thấy ngã ba nào thì em cũng hỏi thăm thử. Sẵn đây mà bà con mình chúng ta cùng đi về con đường Tôn Đản một lần nữa ha. Bữa mình có đi bộ đó, đi bộ lúc buổi chiều nhìn lại những ngôi nhà xưa, nhưng mà nhà bây giờ thay đổi rất là nhiều, địa chỉ cũng khác nữa. Thành ra số của số nhà của ngày nay thì nó khác với số nhà của ngày xưa. Hôm bữa em thấy một số căn thì số 14 ngày xưa thì bây giờ là số 16, 18. Ngã ba thì ở đây không biết ngã ba đường hay ngã ba hẻm nữa. Nếu mà ngã ba đường để em thử hỏi ngã ba đường. Đây có cái đường nhỏ nhỏ này, đường Tân Vĩnh. Hỏi thì chắc có lẽ những người xưa thì mới nhìn ra đó, chứ người mới thì sau 15 năm rồi, rất nhiều sự thay đổi. Ngã ba Vĩnh Hội chứ. Ngã ba Vĩnh Hội thì ngay đây cái này có cái công viên nhỏ nhỏ, thẳng cái đường Vĩnh Hội thì ra Hoàng Diệu. Ở đây thì cũng không có cái hàng quán gì,
chỉ có những cái shop bán quần áo rồi bán đồ điện nè. Người lớn tuổi mới hỏi được, mà phải họ rảnh mới được. Chứ bây giờ tiện đi vô hỏi thì cũng hơi kỳ kỳ. À, Sài Gòn trời rất là nắng. À, có lẽ sau 15 năm thì cô bây giờ cũng có 60 tuổi. 60 tuổi thì phải hỏi người cũng phải xem như vậy thì người ta mới nhìn ra. Tại hình cũng xưa, hình năm 90 mấy mà lên phường hỏi thì người ta càng không thể nhận ra được. Tại vì những cái nhân viên của những cái cán bộ đó thì họ đổi vị trí làm liên tục, mà họ không có quản lý liên tục, nên thành ra những khuôn mặt xưa rồi có lẽ họ không biết. Nếu mà họ tên đầy đủ thì phải ra, nhưng mà mình cũng phải chứng minh được mình là người thân của gia đình đó thì những cơ quan đó mới cung cấp thông tin đó được, chứ họ cũng không có cung cấp thông tin cá nhân tùy tiện. Nên thật ra rất là khó ha. Nhưng mà hy vọng qua video clip này chú Cường cũng nhìn ra được cái đoạn ngã ba nào. Nếu mà còn thời gian thì chút xíu nữa chúng ta sẽ đi thẳng vô cái hẻm 266. Thì đó, mới chúng ta mới vừa qua cái ngã ba đường Vĩnh Khánh, cái đường bán ốc ở Vĩnh Hội nha. Xe xích lô ngày xưa chở khách thì bây giờ chở sắt, chở vật liệu xây dựng mà. Bữa nay thì đa phần các cửa hàng công ty đều nghỉ, nên thành ra chúng ta muốn hỏi thì nó cũng hơi khó. Để mình xem tới đây còn ngã ba nào hay không ha. Thật ra những cái video như thế này thì em biết cũng là rất ít nhiều người coi, vì đây cũng không phải là nội dung giải trí gì mấy. Thành ra đây chỉ là những video mà gửi các anh chị để mình có thể nhìn về con đường xưa thôi, hoặc là cho các anh chị hình dung được cái con đường xưa để mình dễ tìm ra cái người thân. Ở đây cũng có ngã ba Vĩnh Khánh. Vĩnh Khánh là con đường bán ốc. Mình đã kiếm thử, hỏi thăm thử một người nào đó ở trong khu này, để em hỏi thăm thử bên kia kìa, bên ngã ba đường Vĩnh Khánh thử. Đây con ngã ba cũng lớn. Có một bác lớn tuổi ở đây nè. Bên kia đường, qua đường nha, để qua đường. Này có bác lớn tuổi đây nè. Bác ơi, bắt đầu cho hỏi thăm bác biết cái một người này không? Bác ở trong xóm này lâu chưa?
là có người quen nhờ hỏi thăm giùm người này nhưng mà mất thông tin đó. Vậy luôn. Dạ tên Út. Cô Út. Cũng sau mười mấy năm rồi, hình này chắc hồi sau 15 năm rồi. Giờ này cô cũng khoảng 60 tuổi. Có một người chị, một người con trai. À, bè. Dạ. Tại vì cái chú đó đi ở Canada mất liên lạc cũng 15 năm rồi mà không nhớ cái địa chỉ. Chỉ nhớ ngay ngã ba, nhưng mà ngã ba thì bây giờ cái đường ngã ba này. Đường này có rất nhiều ngã ba. Không phải rồi, như vậy là sai rồi. Cái này là nó mới phóng sau này thôi. À, 15 năm thì trong khoảng 15 năm đó, này cũng hơn 15 năm chứ hả? À, cái đất. Đường này dễ đó, đường này dễ cỏ. Khoảng được mười mấy năm rồi em. Ồ, đường này là giải tỏ mới có ngã ba này hả? Lúc mà Mai Phương là nó nhỏ là phóng thì bây giờ nó 20 tuổi rồi. À, là trên. Ngã ba nào xưa nhất bác biết? Ờ, con em giờ 20 tuổi. Dạ. Ngã ba này là xưa này ha. Ngã ba này trên 20 năm rồi. Còn ở dưới này nè, ở xuống ở dưới này nữa. Ngã ba này xanh đèn đỏ. Xuống dưới nó có cái đèn xanh đèn đỏ, có cái ngã ba đó là ngã ba đó lâu đó. Dạ. Nó là cái anh là chú Cường này nè. Cái chú này là ở xóm Củi. Cái chị ở cái cô Út này là em dâu của bà chị. Nó cũng hơi dài giọng. Mà hình này là 15 năm về trước rồi, bây giờ khác quá. 15 năm thì cái đường ở ba này có rồi, ngã ba này có rồi. Dạ. Còn ngã ba trên đây thì ngã ba đó trên 15 năm. Ngã ba này đó là nhưng mà có trước 20 năm rồi, có 15 năm rồi ngã ba này có. Nhưng mà ở đây thì người ta bán lâu lắm rồi nè. Mà ở trên kia thì ngã ba trên kia đâu có ai bán buôn gì đâu. Có một cái công viên nhỏ nhỏ đó phía bên kia. Giờ tìm thông tin nó ít vậy hơn một người khó. Bây giờ á con không có người ta. Con đăng lên Facebook. Dạ. Dạ. Bây giờ chỉ có nước là ăn lên Facebook là con cháu rồi nó chơi á, mở ra nó thấy hình má nó là nó nói được. Dạ. Chỉ có cách đó thôi chứ bây giờ con tiền mà khó lắm. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con có lạnh vụ này chưa? Dạ biết con biết. Con biết rồi, con vậy con về con làm đi. Lên đây bút vậy. Nhưng mà đi hỏi thăm thì nó cũng có một phần thêm thôi. Không có, con nghe lời chú con về. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó chơi lắm. Dạ. Nó chơi cái hình bà ngoại nó. Dạ. Nó bà nội nó. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bà có như là 60 năm mấy 60 tuổi rồi thì dạ, có 60. Có cháu nội cháu ngoại rồi. Dạ. Cháu ngoại cháu nội nó lớn rồi cho nên là nó có đi học gì chơi rồi. Nó mở ra nó thấy hình bà ngoại nó bà nội nó về nó. Dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con hiểu. Cảm ơn bác. Cho cái địa chỉ nó có liên hệ tới cái địa chỉ đó. Dạ. Mà như cái địa chỉ của đường này cũng thay đổi rồi đúng không bác? Cái này là cái địa chỉ của đường Tôn Đản nè. Không, chết luôn. Ở sao con thấy có số cũ, cái một số nhà ở đầu luôn nè. Đây là số cũ. Ở số cũ. Là số đó giờ. À. Con đường này là số mới. À, cái có đường này là mới thôi. Ờ, con đường này là không phải mới mà số cũ luôn. À. Hồi đó nó trong hẻm. À. Bây giờ không ra thì nó không phải là Dạ. Bảy xuống đây nó là 37 mấy. Dạ. Dạ. Nó có thiệt rồi nó cho lẻ nó lòi ra ngoài kia. Dạ. Mặt tiền nó ngoài kia. À, hiểu rồi. Đó, hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Rồi cảm ơn bác. Dạ. Để hỏi thăm thử anh xui. Dạ. Rồi, dạ dạ. Phải có địa chỉ thì nó dễ. Tại này không có địa chỉ, có cái hình thôi à. Một ngã ba nữa và chúng ta tiếp tục đi con đường Tôn Đản này và hy vọng là trong video clip này sẽ gặp rất nhiều anh chị ở đây.
hồi nãy có một bác lớn tuổi nè, để hỏi thăm thử ngay giao lộ Đồng Văn Vân. Rồi chúng ta lùi lại nha. Đó, không hỏi thăm, hỏi thăm. Dạ. À, ở trong đây cô có biết ai có giống cái cô này không? Tại có người thân mất liên lạc cũng 15 năm rồi đó. Cô đeo kiến nè. Cô này khoảng 60 tuổi à. Hình hồi xưa hình hơi mờ, hơi tối. Tại mất cái địa chỉ luôn. Nên thành ra dạ, cô đó khoảng 60 tuổi á. Thấy quen, cô Út. Cô Út. Cô Út có một người con, có người con trai, có người chị nữa. À, người đó nói là trước ở trong ngã ba, nhưng mà ngã ba không nhớ tên ngã ba nào, ngã ba đường nào. Bởi vậy lâu quá không liên lạc. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Thấy quen đúng không? Bây giờ cũng đi vô trong chợ Cầu Cống, vô hẻm 24 rất là nhiều. Không, nói trên đường Tôn Đản, nói trên đường Tôn Đản. Đường Tôn Đản. Cái người này lúc trước là ở trên đường Tôn Đản. Dạ hết rồi, cổng trên không. Thấy quen rồi. Thấy quen. Mà giờ lúc cần thì không gặp. Lúc không cần gặp hoài. Dạ đúng rồi, mới ác. Không, mọi người này hình như không có gì ăn này đâu. Thấy quen rồi. Mình đâu, mình gặp ở đâu đây nè. Ở đâu đây? Thì đó, lúc trước là ở ngay ngã ba Tôn Đản với cái đường gì, nhưng mà bây giờ không nhớ đường gì. Thì con ở đây có mấy ngã ba chứ gì đâu. Tân Vĩnh với ủa Vĩnh Khánh với Vĩnh Khánh là mới đây thôi. Dạ. Mới phóng đường mới đây thôi. Vĩnh Khánh là mới phóng đường nên mới ngã ba thôi. Ngã ba nào là xưa nhất con? Ngã ba hồi chỉ cái cảng khó luôn. Không có ngã ba đường này, không có ngã ba. Ngã Cầu Cống hả? Cầu Cống là ngã ba bên đây. Ủa lúc trước là ngã ba bên đây hay là ngã ba bên đây? Dạ. Còn bánh canh không à? Đó là ngã tư, giờ là ngã tư. Ngã tư ngay chỗ đó thôi. Dạ. Có để con. Thấy quen. Thiệt tình luôn. Bây giờ mình không ăn gái. Nếu mà cô có gặp thì nhắn nói anh Cường á, em của chị bây giờ không có nói gì nữa. Em rể bây giờ mình có nhắn đi, giờ cô nhắn người ta ta không nhớ, không lấn người ta quên à, sợ bị lẫn luôn ha. Nói cho là như vậy đi chứ bây giờ có nghe có nói không. Mấy chục năm bây giờ là bắt đầu 60 tuổi nè. Dạ, còn là 60 tuổi, bây giờ là 60 tuổi á, hình này khoảng 40 mấy 50 tuổi nè. Dạ, bây giờ khoảng 60 tuổi chắc cỡ cô á. Mà hên xui. Cảm ơn cô. Dạ. Cái Cầu Cống cũng là Tôn Đản luôn. Dạ. À, Tôn Đản khúc kia là mới. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn con. Dạ. Dạ đúng rồi. Ở đây lâu lâu người ta dọn nhà không biết được. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Ồ. Tên kia là cuối đường rồi. À, mình đi một cái đoạn nhỏ nữa thôi. Đây là chợ Cầu Cống rồi. Cô là con dân hỏi thăm cô ở đây là đã giờ lâu chưa con? Tại hỏi thăm người xưa mà phải lớn tuổi mới biết. Nếu mà mới ở đây chắc không. Mới lớn lên được thằng ai? Dạ không có cô Út có hình nè,
Để con đừng, để con vô, để con vô. À, lâu quá người thân cũng quên luôn. À, bà đã hỏi thăm cái cô này đeo mắt kiến nè. À, mà cô Út tên Út. Không biết bà có nhớ không? Trước ở ngay đường Tôn Đản, ngã ba Tôn Đản này nè. Nhưng mà bây giờ tại vì người thân của cái cô đó tìm nhưng mà mất liên lạc lâu rồi, bây giờ không nhớ, thấy quen luôn á con. Quen mà đi chợ thì thấy quen nhưng mà không biết tên luôn, họ không biết nhà ở đâu luôn. Người gì? Dạ. Người gì, người Việt à? À người Việt. Nhưng mà người không như chắc người Hoa quá. Tại vì em của em của cô cũng là người Hoa nè. Nhưng mà bây giờ không nhớ. Giờ thấy không, bây giờ nó khác quá. Địa chỉ cũng mất nên giờ không biết tìm đâu. Cảm ơn bà. Dạ dạ. Rồi. Rồi cảm ơn con, đi con. Rồi chúng ta quành trở lại nha. Và do là những cái thông tin này quá ít nên thành ra rất là khó nếu mà tìm gặp được cái cô Út này. Và chắc xin phép chú Cường có đăng cái hình này lên để nếu mà ai vô tình gặp hoặc là cô Út may mắn khi mà xem video clip này thì sẽ dễ dàng liên hệ với chú Cường hơn. Và video clip cũng đã dài, một số thông tin chia sẻ cùng chú Cường và một số hình ảnh ở khu vực quận 4 những ngày nghỉ lễ chia sẻ cùng cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye, bye anh chị và các bạn.